Kinh giá lúa gạo hôm nay xin chào quý bà con, mến chúc bà con một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Giá lúa gạo thay đổi liên tục, nên quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo mỗi ngày, để khi lúa gạo thay đổi giá, bà con sẽ nhận được thông tin nhanh và chính xác nhất trên thị trường. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 6 tháng 12 năm 2021. Thưa quý bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xu hướng giảm với một số gạo nguyên liệu và phụ phẩm. Trong khi đó giá lúa chững, thị trường giao dịch trầm lắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa bà con, từ năm 2016, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các trung tâm khuyến nông và bà con nông dân của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực hiện giải pháp canh tác lúa thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, dù năng suất lúa ngày càng cao, nhưng thu nhập của người trồng lúa vẫn thấp hơn các ngành canh tác khác. Vì vậy, nhà nước cũng đã có chủ trương giảm diện tích canh tác lúa để dành đất cho các cây trồng khác nhằm nâng cao thu nhập cho người trồng lúa. Về lý thuyết thì đây là chủ trương đúng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi phải có thị trường tiêu thụ thì mới mang lại hiệu quả mong muốn. Với điều kiện ở đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất phù hợp với cây lúa nhưng với cây trồng cạn thì cần được kiến thiết lại cơ sở hạ tầng, rất tốn kém. Dù vậy, đã có nhiều nông dân thực hiện chuyển đổi đất lúa sang trồng các loại cây ăn quả hay rau màu có giá trị cao. Tuy nhiên do thiếu thị trường, đồng thời thiếu hệ thống chế biến, bảo quản sau thu hoạch nên sản phẩm bị hư hỏng, giảm phẩm cấp, hiệu quả kinh tế không bằng trồng lúa. 5 năm qua có trên 300.000 hectare đất được chuyển đổi qua cây trồng khác, nông dân cũng đã tốn kém khá nhiều chi phí để đầu tư, nhưng khi giá lúa lên cao, không ít bà con tại đồng bằng sông Cửu Long lại sang đất để trồng lại cây lúa. Hiện nay, đất canh tác lúa trên cả nước chỉ còn 3.849.000 hectare, nếu giữ lại 3,5 triệu hectare chỉ dôi ra 349.000 hectare để chuyển đổi. Trong số diện tích đất lúa nói trên, tại đồng bằng sông Cửu Long có 1,67 triệu hectare, phần lớn thuộc loại đất trồng hai vụ lúa ăn chắc. Đông xuân là 1.603.000 hectare và hè thu là 1.605.000 hectare, trong đó có một số diện tích trồng 3 vụ, ngoài ra còn có 687.000 hectare lúa thu đông, không kể diện tích lúa tôm. Tổng diện tích đất gieo trồng lúa chỉ có 3.895.000 hectare. Dẫu vậy, hàng năm, đồng bằng sông Cửu Long đã đóng góp 20-21 triệu tấn thóc và gần 90% lượng gạo xuất khẩu cũng có nguồn gốc từ đây. Giải pháp canh tác lúa thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm tiết kiệm hơn nửa đầu vào và tăng chất lượng hạt gạo để tăng thu nhập đầu ra nhằm tăng thu nhập trên đất lúa được Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Các trung tâm khuyến nông và bà con nông dân của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực hiện từ năm 2016 đến nay đã cho kết quả khả quan. Về mặt tiết kiệm đầu tư, bà con nông dân tham gia trong chương trình đều thừa nhận rằng họ đã tiết kiệm trung bình được 45-50kg giống cho 1 hectare. Chỉ cần thử tính trong phạm vi đồng bằng sông Cửu Long, nếu cả 3.895.000 hectare gieo trồng lúa đều thực hiện biện pháp canh tác lúa thông minh thì mỗi năm đã tiết kiệm được 194.750 tấn thóc. Về phân bón cũng giảm được 30-45kg NPK nói chung, đặc biệt giảm được từ 25-55kg phân ure trên 1 hectare. Nếu giảm 30kg ure trên hectare thì với 3.895.000 hectare lúa sẽ tiết kiệm được 116.850 tấn ure. Tham gia chương trình bà con cũng giảm được 2-3 lần phun thuốc trên một vụ. Nông dân tham gia chương trình lại biết sử dụng nước có hiệu quả hơn, tiết kiệm công chăm bón, nhưng năng suất lúa lại cao hơn từ 200-800kg thóc trên hectare. Tính bình quân cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long cao hơn đến 350kg trên hectare, dẫn đến lợi nhuận bình quân mang lại cao hơn đối chứng từ 2,5 triệu đến 5,5 triệu đồng trên hectare, có tỉnh thu lợi đến trên 10 triệu đồng trên hectare. Thưa quý bà con, sáng nay tại An Giang, giá lúa hôm nay đi ngang. Cụ thể, nếp vỏ tươi 5.100 đến 5.300 đồng trên kg, nếp Long An tươi 5.400 đến 5.500 đồng trên kg, nếp vỏ khô 6.600 đến 6.900 đồng trên kg, nếp Long An khô 7.000 đồng trên kg, OM380 tươi 5.400 đến 5.600 đồng trên kg, lúa OM18 giá 6.000 đồng trên kg, lúa Nhật giá 7.500 đến 7.600 đồng trên kg, lúa IR50404 khô 6.500 đồng trên kg, lúa Nàng Nhen khô 11.500 đến 12.000 đồng trên kg, lúa OM5451 tươi 5.600 đến 5.800 đồng trên kg, Nàng Hoa chín giá 6.100 đến 6.200 đồng trên kg, Đại Thơm 8 ở mức 6.000 đến 6.200 đồng trên kg và IR50404 duy trì 5.400 đến 5.500 đồng trên kg. Trong khi giá lúa ổn định,
giá gạo hôm nay xu hướng giảm nhẹ 100 đồng. Theo đó, gạo nguyên liệu IR giảm 100 đồng, xuống còn 7.700 đồng trên kg, gạo thành phẩm IR504 giảm 100 đồng, xuống mức 8.400 đến 8.500 đồng trên kg, cám vàng giá giảm 100 đồng, xuống mức 7.550 đồng trên kg. Viên tấm 1IR504 giữ ổn định 7.400 đến 7.500 đồng trên kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo không có biến động. Hiện gạo thường 11.500 đến 12.000 đồng trên kg, nếp ruột 13.000 đến 14.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng trên kg, hương lại 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 17.500 đồng trên kg, gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg, gạo sóc Thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo Nhật 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Jasmine 14.000 đến 15.000 đồng trên kg, cám 7.000 đến 8.000 đồng trên kg, thơm Thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng trên kg. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục đi ngang. Hiện gạo 5% tấm 415 đến 419 đô trên tấn, gạo 25% tấm 393 đến 397 đô trên tấn, gạo 100% tấm 333 đến 337 đô trên tấn, Jasmine 573 đến 577 đô trên tấn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi. Quý bà con mong muốn giá lúa gạo đạt bao nhiêu để có lãi? Xin hãy bình luận, đóng góp ý kiến dưới video để kênh ghi nhận và đề xuất nhà nước có biện pháp hỗ trợ giá hợp lý, giúp bà con nông dân. Hãy cùng đồng lòng góp ý dưới video vì mục đích chung, vì cuộc sống mai sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin giá lúa gạo tiếp theo. Sau đây là bảng giá lúa chi tiết mới nhất đầy đủ trên thị trường. Kênh xin gửi đến quý bà con cùng tham khảo.